chào tất cả quý anh em cô thủ gần xa nha. Ngày hôm nay mình sẽ đăng bán lại cái chú gỏi mà bữa mà anh em đã hỏi cho mình á. Chú gỏi là chú gỏi của một bạn cũng đi đánh ngang á, em ghé chơi mình kêu thở ra mọi cảnh bo chơi thử rồi. Mình có quay lại anh em, có quay lại thì mình có đăng clip để mình xem chơi cho anh em xem chơi cho vui. Có số anh em hỏi chia lại đó, nhưng mà mình hỏi anh bạn thì anh bạn nói là ông chưa có định bán. Thì hôm nay mới sáng lúc nãy thôi, anh bạn ông mới điện thoại cho mình kêu mình đang bán lại cho ông bỏ giùm. Lý do là ông này đánh đi gác lại giúp nản, ông có bỏ giúp nản này đang bán lợi dùm. Cái đi đánh cái bổ vậy cái quá. Con này con bổ nổi anh em. Bổ nổi đang nổi rồi chưa sao tốt rồi. Bổ nổi đang dần rồi thôi, chưa bắt được con bổ nào hết á. Nhưng mà ổng dám bảo đảm bảo với mình đó là bổ xuống là dù chơi ok luôn. Dù chơi ok như con mồi thật luôn. Đảm bảo vậy đó. Nhưng mà chưa bắt nổi. Game này mình thấy cũng thường lắm nha. Anh em thấy bộ quy của nó anh em thấy không? Quy với bộ còn nữa đó. Anh em thấy là mình khỏi cần nói nhiều ha. Con này đầu còn nó cũng sâu nữa. Game này đảm bảo anh em là lất lừa luôn. Phù hợp cho những anh em làm việc tập đất. Game này tập đất đầu bền thì anh em khỏi chơi luôn. Anh em mà thích thì alo mình ha. Để lại số điện thoại. Cái chân nó còn đau không thấy không? Nó đứng đưa đằng trước rồi. Kì. Giấy nó thúc lớn lắm rồi giờ giấy nó không lớn hơn rồi. Chưa căng.
rồi.